Bị hỏi về Mai Tài Phến và chuyện lấy chồng trên live stream, phản ứng của Mỹ Tâm khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Mỹ Tâm đã có mạng đáp trả đi vào lòng người khi bị cộng đồng mạng liên tục hỏi về Mai Tài Phến và hối thúc chuyện lấy chồng. Mỹ Tâm là một trong những sao nữ vô cùng kính tiếng chuyện tình cảm trong showbiz Việt. Mới đây, nữ ca sĩ đã có thời gian rảnh live stream hát hò và giao lưu với người hâm mộ. Nhưng fan của chị đẹp lại ùa vào hỏi chuyện hẹn hò, tình cảm với Mai Tài Phến cũng như hối thúc lấy chồng đẻ con trước hàng loạt ý kiến của dân mạng mỹ tâm có biểu cảm hờn dỗi vô cùng lầy lội cô cũng đã có pha đáp trả ngắn gọn khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú sau các bạn có một câu hỏi mà hỏi hoài vậy các bạn không chán luôn á thật sự luôn ờ ok có vẻ mỹ tâm cũng đang hơi lúng túng cô muốn đánh trống lãng để phân tâm sự chú ý của dân tình mỹ tâm cho biết cô là người kính tiếng và không muốn chia sẻ quá nhiều chuyện riêng tư nhưng khi nào thực sự kết hôn cô sẽ lên tiếng thông báo cho khán giả Thời gian vừa qua, cô vấn tin đồn hẹn hò với đàn em Mai Tài Phến. Cách đây một thời gian, mạng xã hội xôn xao về bài phỏng vấn của Mỹ Tâm, trong đó có nói về chuyện hẹn hò Mai Tài Phến. Cụ thể, cô chia sẻ, tôi đã chuyển sang gọi Mai Tài Phến là anh, còn bạn ấy vẫn gọi tôi là cô Úc. Hiện chúng tôi đối xử tốt với nhau, trong tương lai nếu được thì tiến tới mối quan hệ bền chặt, còn không được vẫn là bạn bè. Phân thích tôi và tôi cũng vậy, tôi thích phấn ở sự hiền lành, dễ thương, chu đáo. Bạn ấy hiểu chuyện nên mỗi khi cạnh tôi tôi thấy thoải mái không phải rào trước đón sau. Phấn cho tôi nguồn năng lượng tích cực, sẵn sàng bên tôi bất cứ tình huống nào. Bạn ấy không làm hao tổn gì đến tôi, không xin xỏ gì từ tôi, chẳng có lý do gì tôi từ chối tình cảm. Trong live show tri âm vừa qua, giọng ca hòa mi tóc đâu đã có những chia sẻ về bạn trai cũ khiến cộng đồng mạng vô cùng chú ý. Các bạn cũng biết tôi rất thích Trăng. Từ ngày xưa và cho đến tận bây giờ, tôi cũng muốn cùng người yêu mình sẽ lên núi ở rồi uống rượu ngắm Trăng. Rồi hôm đó tôi có quen một anh, tôi rất thích và nghĩ sẽ cùng uống rượu ngắm trăng với anh ấy. Nhưng làm vậy mà không có tiếng đàn thì không hay, vì thế tôi mới đi học đàn. Nhưng sau khi học xong thì tôi và bạn ấy chia tay rồi. Tôi rất buồn về chuyện đó và nghĩ rằng chỉ có tình yêu mới làm chúng ta trở nên điên khùng như vậy. Tự dưng đi học đàn làm gì rồi về lại chia tay. Xong nhờ người đó mà tôi biết đánh đàn. Sau này có người thương, người yêu khác thì tôi lại đánh đàn cho người ta nghe.